Hey, chào các bạn và chúc mừng các bạn, đây là Realme 8 các bạn nha. Chúng ta sẽ có mức giá là 7.290.000 và hiện đang có chương trình góp 0% lãi suất chúng ta. Về máy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với 6.4 inch với độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip của MediaTek đó là Helio G95 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có 8GB các bạn. 8GB. Bộ nhớ trong là 128GB. Về camera selfie chúng ta sẽ có 16 chấm ha. Về camera selfie, camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình thế này. Về pin thì chúng ta sẽ có một viên pin 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 30W các bạn nha. Sẽ có hỗ trợ sạc nhanh 30W, sạc thì tốc hành này. Về mặt sau thì chúng ta sẽ có một mặt bóng như thế này, bóng bẩy như thế này và được bo các cạnh ha, bốn cạnh. Sẽ có một cái cụm camera gồm 4 cam với độ phân giải camera chính là 640px. Camera phụ thứ nhất là 8 và hai camera phụ còn lại là 2. Các bạn, cụm camera cũng lồi hơi nhô cao hơn mặt lưng một xíu ha các bạn ha. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có chỗ để sim. Phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc tiếp C và lo. Bên phải chúng ta sẽ nút nguồn tăng giảm âm lượng. Phía trên sẽ có thêm một mic hỗ trợ thu âm khi mà chúng ta chat video call hoặc quay video. Nó sẽ có thu thêm một mic nữa, nó sẽ cho ra chất lượng âm thanh sẽ ok hơn. Về đây là hãng của Realme, đây là Realme 8 8128GB. Hiện tại đang có chương trình trả góp 0% lãi suất chúng ta. Chúng ta chỉ cần trả trước là 802.000, góp mỗi tháng 1.030.000, thì chúng ta sẽ góp trong vòng 5 tháng của ngân hàng FEDIT ha. Chỉ cần giấy chứng minh căn cước công dân là chúng ta có thể làm hồ sơ được rồi các bạn. Thêm một ngân hàng hỗ trợ góp không lãi nữa là HC, góp trong 4 tháng các bạn trả trước 2.916.000, góp mỗi tháng là 1.105.000 các bạn ha, góp 4 tháng. Và đây là Realme 8. Rồi, mình sẽ cập nhật thêm dòng Realme nữa, đó là Realme 8 5G cho các bạn xem luôn nha. Và đây là Realme 8 5G các bạn. Realme 8 5G thì ngoại hình thì nó sẽ không khác gì nhiều so với Realme 8. Màn hình thì chúng ta vẫn có một cái màn hình là Full HD Plus, nhưng mà độ rộng thì sẽ lớn hơn màn hình của Realme 8 5G với độ rộng là 6.5 inch. Và sử dụng con chip mới, đó là con chip MediaTek Dimensity 700 5G 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Về camera selfie, dạng đục lỗ nằm ở trong màn hình thế này, với độ phân giải là 16px các bạn nha, 16px. Về pin thì chúng ta vẫn có một viên pin 5000 và hỗ trợ sạc 18W. Máy thì cũng khá là đầm tay, rất là mượt các bạn. Về camera sau, mặt sau thì chúng ta vẫn có một cái máy mặt sau bóng loáng như thế này, chiếu khá là đẹp. Đây là cụm camera, nổi bật với cụm camera gồm 3 cam thôi các bạn nha, 48MP là camera chính và hai camera phụ là 2MP. Có một biểu tượng AI ở đây, đèn LED mặt sau nó bóng và có một chữ Realme ở đây. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có chỗ để sim, nút tăng giảm lượng. Phía dưới này chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, loa, sạc tiếp C. Bên phải thì chúng ta sẽ nút nguồn, kết hợp một phái ngân tay các bạn nha. Phía trên thì sẽ không có thêm một cái mic hỗ trợ thu âm nào cả. Và đây là Realme 8. Hiện tại đang có chương trình góp 0% lãi suất chúng ta bởi hai ngân hàng, đó là FEDIT và HOMEDIT các bạn nha. Chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân là chúng ta có thể lên hồ sơ được rồi. Trên 20 tuổi các bạn nha. Ở đây là Realme 8 tại Thế Đạo và Điện Máy Xanh. Hiện tại thì các bạn đang quan tâm dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể truy cập ngay website thedong.com và điệnmaysanh.com để chúng ta có thể cập nhật chính xác về mức giá và cũng như chương trình khuyến mại hiện tại của dòng sản phẩm này các bạn nha. Còn nếu mà các bạn đang muốn trên tay trải nghiệm với dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay Thế Động và Điện Máy Xanh gần nhất ở khu vực các bạn để chúng ta có thể trên tay và trải nghiệm dòng sản phẩm này. Như vậy thì nó sẽ cảm nhận thật hơn và chúng ta có thể lựa chọn.
Và đặc biệt vừa cập nhật cho các bạn xem xong về giá của dòng điện thoại Realme 8 và Realme 8 5G. Rất mong video này sẽ mang lại ích cho các bạn, giúp các bạn có một video tham khảo về mức giá của dòng điện thoại Realme. Thì sáng có bạn yêu cầu thì Quyền sẽ làm ngay cho bạn luôn. Rồi, xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Quyền với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.